Tại vì tôi bị chết.
tu không? Thế đấy là cơ bản thì nên cho bác sĩ thì nên người những người mình ta sẽ học sợ đặt ra thế mấy thì bàn 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 thì mà chẳng là người tôi còn rồi mà cái bàn của tôi mình chẳng đâu một ra mình à và nên tôi nó để là cái một điểm nó mau nhận xưa rồi nó bị lập tà thì ấy chứ mình chúng ta cho mấy bác sĩ nó xuống rất là chậm bây giờ chân còn bị chân nhé. Cũng là cho là chăm là sẽ giảm cô lực khởi cô lấy ra nó sẽ đỡ chứ cho nên là đấy cô lực khởi bây giờ nhảy sập chăn nó đỡ lên nó đỡ vào biển biển nó tạt rồi. Thank you.